Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Người trong cuộc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, là trung tâm du lịch lớn nhất của cả nước, trong những năm vừa qua thì Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động liên kết với nhiều địa phương, đặc biệt là với các tỉnh thành trong khu vực để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Chủ trương là rất đúng. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ chúng ta làm thế nào để có thể phát huy được hiệu quả trong bối cảnh hiện nay. Đó chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong chương trình Người trong cuộc ngày hôm nay. Tam giác du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Lâm Đồng liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ. Đó là ba trong số những chương trình liên kết mà ngành du lịch thành phố đã thực hiện trong nhiều năm qua nhằm tạo sự kết nối giữa điểm trung chuyển khách du lịch lớn nhất cả nước đến với những vùng du lịch trong khu vực. Điểm chung của tất cả các chương trình liên kết này xoay quanh các nội dung được triển khai theo năm mảng chính, đó là trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Với tất cả những nội dung đó thì Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm du lịch của khu vực và cả nước sẽ đóng vai trò hạt nhân, vừa làm điểm trung chuyển khách, vừa đóng vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch theo yêu cầu của từng địa phương. Và quan trọng hơn cả, đó là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ định hướng nguồn khách theo các tuyến điểm du lịch khác nhau để làm sao đảm bảo yếu tố hài hòa về số lượng khách đối với các địa phương đã liên kết với nhau. Do đó, trong sự liên kết này phải mang yếu tố hợp tác thật chặt chẽ, tránh tình trạng tự phát. Có cái liên kết và có lãnh đạo của từng địa phương ký kết với nhau, và trong đó các doanh nghiệp đi vào cụ thể từng sản phẩm thì chúng ta thấy rằng là xây dựng các tour tuyến nó rất là phong phú, có khi là 2-3 ngày, 2 đêm, hay 2 ngày 1 đêm, hay là tùy tình hình, mà có khi nối tuyến giữa các tỉnh với nhau thì rất là phong phú. Và nhiều khi du khách đó là qua một năm là ở lại là thấy sản phẩm, có nhiều cái sản phẩm mới rất là độc đáo. Nên chúng ta thấy rằng đó là cứ mỗi lần mà nếu chúng ta kết hợp chặt chẽ và giới thiệu những tour tuyến mới thì chương trình nó sẽ góp phần cái phát triển du lịch của Việt Nam nói chung và từng địa phương nói riêng. Chương trình liên kết du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ thì sẽ góp phần phục hồi một cách nhanh hơn nữa đối với ngành du lịch Việt Nam. Và đây cũng là một cái giải pháp mà chúng ta làm sao từ cái thị trường du lịch nội địa chúng ta có cái quá trình chuẩn bị khi mà khôi phục sau đại dịch Covid đối với lại thị trường quốc tế. Thì tôi nghĩ là sau những cái chương trình như thế đã tạo được cái hiệu ứng rất tốt về mặt truyền thông cũng như là quảng bá về cái sản phẩm, cái thương hiệu du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Và đồng thời ở các địa phương cần cử ra một cái tổ công tác, thí dụ như nói là sở du lịch của địa phương hay là trung tâm xúc tiến du lịch của các địa phương cần là một cái tổ để làm cầu nối, kết nối các doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp du lịch tại các địa phương của các tỉnh để cùng nhau tạo ra những cái sản phẩm, cùng nhau tạo ra những cái chương trình kích cầu một cách nó hết sức là cụ thể. Hiện nay chúng ta đang dừng lại ở những chủ trương thì bây giờ phải hiện thực quá, cụ thể quá các cái sản phẩm đó là gì, đi như thế nào, thậm chí cần thiết phải khảo sát ra những cái sản phẩm riêng biệt đặc thù của từng địa phương nữa để đáp ứng cái nhu cầu càng cao của du khách. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, với tính chất là một ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, thì sự phát triển của ngành công nghiệp du lịch không chỉ nằm ở một tỉnh mà luôn phải vươn ra khỏi phạm vi hành chính của một địa phương, một quốc gia và một khu vực. Chính vì thế mà đặt vấn đề về liên kết vùng là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam hiện nay thì việc liên kết cần phải đi vào thực chất hơn nữa với những sản phẩm cũng như là những việc làm thật là cụ thể. Và đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn trao đổi với ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Du lịch Việt Travel ngày hôm nay. Xin chào ông Kỳ, và đầu tiên thì rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa ông, khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề liên kết vùng thì rõ ràng là cũng không phải là một vấn đề mới mẻ trong cái việc phát triển du lịch của chúng ta. Thực tế là trong khoảng 10 năm trở lại đây thì Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã thực hiện rất là nhiều những cái chương trình liên kết như thế. Tuy nhiên thì một số ý kiến lại cho rằng là cái việc liên kết vùng của chúng ta chưa thật sự tạo được một cú hích cho sự phát triển của ngành du lịch, mà đơn giản đó chỉ là chúng ta kết nối những doanh nghiệp ở một vùng lại với nhau. Thì theo quan điểm của ông, Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cần phải làm gì để thể hiện được rõ là cái vai trò đầu tàu về ngành du lịch này? Chúng tôi cho rằng liên kết vùng, chúng ta trên cái tổng thể chiến lược hoạch định, chúng ta phải xác định những mục tiêu cơ bản cụ thể cho từng giai đoạn đạt được. Phải trả lời được câu hỏi là nếu liên kết vùng
thì mỗi địa phương sẽ đạt được cái gì, lợi ích gì trong cái vùng đó, trong cái liên kết đó. Nếu không trả lời được là tôi có lợi ích gì trong lợi ích chung, thì chúng ta sẽ dẫn đến hai câu chuyện. Một là trong lợi ích tổng, lợi ích chung đó nó bị khiếm khuyết lợi ích vùng, người ta không thực hiện. Thứ hai, nếu mà tôi bị thiệt hại trong cái lợi ích vùng thì có khi tôi phải suy nghĩ. Cái này cũng chúng ta cũng phải thấy như thế này, nhiều mục tiêu đặt ra nó rất là cần cho vùng này nhưng lại chưa cần cho vùng khác, và mục tiêu rất cần cho vùng khác lại không được đặt ra trong liên kết vùng. Vì thế cho nên khi đặt ra những mục tiêu, chúng ta cần hết sức lưu ý là đặt cho mục tiêu vừa phải, không nên ôm đồm quá, vừa phải vừa đủ và đảm bảo được các đơn vị đều có thể triển khai được, thì liên kết vùng tôi cho rằng là nó sẽ thành công. Tóm gọn, liên kết vùng nó mang vừa mang tính chiến lược nhưng vừa mang tính chiến thuật và trực tiếp cụ thể ngay lập tức, và có từ phân công, phân đoạn và từng cái tiến độ để thực hiện, và đặt KPI cụ thể cho từng tiến độ đó để chúng ta đạt được, thì tôi vẫn tin chắc rằng là liên kết vùng đó nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu mà mục tiêu đặt ra của cả vùng. Vâng ạ. Thưa ông, theo ghi nhận của chúng tôi tại cái hội nghị liên kết của thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long vừa qua, thì ông cũng đã đề xuất rất là nhiều ý kiến, trong đó có cái ý kiến là chúng ta nên xây dựng thương hiệu chung cho cả vùng, hoặc là chúng ta sẽ xây dựng những cái tuyến du lịch theo trục. Như vậy thì với những cái nội dung này sẽ đóng góp hiệu quả như thế nào cho việc phát triển du lịch của vùng thưa ông? Vừa qua tại hội nghị liên kết du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh Tây Nam Bộ thì chúng tôi cũng có đề xuất một số giải pháp. Mà chúng tôi đề xuất cái đầu tiên á, là phải tái định vị quy hoạch lại về cái sản phẩm du lịch Tây Nam Bộ. Vì thành phố Hồ Chí Minh có muốn liên kết với Tây Nam Bộ chăng nữa thì bản thân Tây Nam Bộ cũng phải có cái hệ sản phẩm tạo ra thế mạnh để bổ trợ cho cái hệ sản phẩm của thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó liên kết mới có tạo ra cái giá trị thực. Cái cấu trúc quy hoạch kiến trúc và quy hoạch cấu trúc của sản phẩm của Tây Nam Bộ hiện nay á, là theo hướng đông tây, đông sông Hậu và tây sông Hậu. Nếu mà chúng ta mà chia ra như hiện nay á, thì sẽ làm cho cái khúc phía miền tây á, nó bị bỏ lại bởi cái giãn cách địa lý tự nhiên. Chúng tôi có đề xuất lại là quy hoạch lại là theo hướng bắc nam với ba tuyến, một tuyến trục, tuyến bắc và tuyến nam. Với cái tuyến trục ở giữa từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long, đi Cần Thơ và có thể xuống đến Rạch Giá. Tuyến Bắc chúng ta có thể tính đến từ thành phố Hồ Chí Minh đi sang Đồng Tháp, xuống An Giang và kết thúc đâu đó ở Hà Tiên. Tuyến phía Nam chúng ta phải tính là đến xuống đến Bến Tre, rồi đi Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, với chọn cuối cùng là mũi Cà Mau. Với ba tuyến này nó có ba đặc thù riêng, là từ điểm đầu thị trường nguồn ở thành phố Hồ Chí Minh đến điểm gốc là Cà Mau có thể đi trong một ngày, và có đường giao thông đã kết nối ổn. Tuyến Bắc đã kết nối xong, tuyến trục chính đã kết nối xong, còn tuyến trục Nam hiện nay chỉ còn cái cầu Đại Ngãi nữa là cũng có thể xong. Và với ba cái tuyến này nó có ba đặc thù riêng. Tuyến chính giữa là cái tuyến chúng ta thấy nó là được ổn định rồi, tuyến trục ấy, ổn định rồi và phát triển dân cư rất khá tốt, chúng ta có thể đầu tư lớn những công trình du lịch lớn và những cái trung tâm lớn ở dọc cái tuyến này. Tuyến phía Bắc á, nó có cái đặc thù riêng là tuyến giáp biên, biên mậu, đất cao và ổn định, và chúng ta cũng thể tính toán để phát triển cái du lịch vùng biên cũng như là phát triển du lịch ở nó tương đối ổn định. Tuyến phía Nam là tuyến giáp biên ven biển duyên hải của Tây Nam Bộ, là cái tuyến mà nền đất yếu và bị xâm thực mặn, nó có cái đặc thù riêng nhưng nó lại có cái tuyến là du lịch sinh thái biển, và nó cũng có đủ các địa danh trên dọc cái hệ thống này. Với ba tuyến, ba đặc thù riêng đấy, nó sẽ mang tính bổ trợ cho nhau rất lớn và trở thành ra cái sản phẩm chủ lực của miền Tây Nam Bộ, để mà có thể là tự thân nó vận động hoặc nó có thể nhận khách từ thị trường nguồn. Với điểm đến chính là thành phố Hồ Chí Minh, đi xuống tỏa xuống ba tỉnh này. Và với cái kết nối như thế thì chúng tôi cho rằng là sẽ giúp được cái kế hoạch như thế, giúp được cái sự kết nối cái thành phố Hồ Chí Minh không có. Đó là biên mậu, cái thành phố Hồ Chí Minh không có, thì chúng tôi cho rằng nó sẽ bổ trợ rất lớn cho tuyến, cho cái sản phẩm du lịch thành phố Hồ Chí Minh, và giúp kéo dài cái ngày khách lưu trú và đi lại trên cái ba cái tuyến sản phẩm du lịch này. Trên cơ sở quy hoạch sản phẩm như vậy, chúng ta sẽ xây dựng một cái sản phẩm trong một cái thương hiệu du lịch chung giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Tây Nam Bộ. Thì tôi cũng đề nghị là chúng ta có thể dùng
trong cái xúc tiến quảng bá với cái thương hiệu là Mekong Delta Tour. Cái này thì thực ra thì đã trên thế giới đã có rồi, nhưng vừa qua nó chưa chính thức mà chưa chính thống, thì chúng ta có thể tận dụng cái tên đó, mình rất nhiều người biết đó, để làm thành chính thức và chính thống, cho xác định thêm những giá trị cốt lõi của nó, để tạo thành một cái thương hiệu chung gắn kết cái Thành phố Hồ Chí Minh, cái điểm, cái chỗ market và cái điểm đến lớn nhất Việt Nam với cái vùng trù phú, và nó trù phú nhất Việt Nam chúng ta hiện nay là vùng Tây Nam Bộ, dưới một thương hiệu chung. Và dưới cái hình thái đó, chúng ta có sự phân công với nhau, và chúng ta có thể phát triển thêm bên cạnh du lịch, chúng ta phát triển được cái hệ sinh thái kinh doanh bao quanh du lịch, bao gồm có bất động sản du lịch, bao gồm có thương mại, bao gồm có văn hóa đa vùng, đa sắc tộc và đa tôn giáo luôn. Chúng ta có thể tính toán để chúng ta phát triển những cái giá trị chung để tạo thành ra một cái tổng thể để tạo ra cái sự khác biệt tiêu biểu giữa cái cụm du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh với Tây Nam Bộ với các cụm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh với Đông Nam Bộ, rồi với các vùng miền Trung và miền Bắc khác nữa. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc này chúng ta cần phải đặt ra thành kế hoạch và thành một có những KPI cụ thể để thực hiện trong vòng 2 đến 3 năm là phải xong. Đúng là có rất là nhiều những cái ý tưởng mới mà chúng ta có thể khai thác. Và thưa ông, tại cái hội nghị mà liên kết vùng với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ thì được biết là lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo cho Vietravel cùng với Sài Gòn Tourist và Bến Thành Tourist sẽ cùng làm ra những sản phẩm du lịch mẫu để từ đó những cái doanh nghiệp trong vùng có thể làm theo. Tuy nhiên thì cũng có một số ý kiến doanh nghiệp cho rằng thì như vậy thì nó cũng hơi khó, bởi vì là mỗi doanh nghiệp của chúng ta sẽ có những cái phân khúc thị trường riêng cũng như là những cái đối tượng khách riêng. Vậy thì ý kiến của ông như thế nào ạ? Chúng ta phải thống nhất thế này. Mỗi doanh nghiệp có đối tượng khách riêng thì đâu đó nó nằm trong ba loại. Outbound, inbound và nội địa. Vậy chúng ta đang outbound chúng ta bỏ. Bởi vì outbound ở miền Tây thì chúng ta đưa khách ở trung xuống miền Tây thì chúng ta chỉ nói đến hai đối tượng là inbound và domestic. Và vì vậy các doanh nghiệp có thể kinh doanh cả hai cái hoặc kinh doanh một cái. Tôi nghĩ rằng vẫn chung thôi. Và cái tour mẫu á, không có nghĩa là nó đúng với tất cả mọi người, nhưng mang tính gợi ý và mang tính gợi mở và truyền cảm hứng cho mọi người xây dựng những cái sản phẩm ngánh, sản phẩm ngách, để chúng ta có thể làm gia tăng cái giá trị sản phẩm nguyên bản mà chúng ta đưa khách đến. Nên chúng tôi vừa qua cũng được phân công và chúng tôi cũng đã triển khai một loạt những cái tour cơ bản mang tính gợi ý gợi mở theo những yêu cầu của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh để gửi cho Thành phố Hồ Chí Minh, và được Sở đánh giá rất là cao. Còn việc mà triển khai được hay không là sự cảm nhận, và người ta gọi là customize theo cái thị trường khách và theo cái khả năng năng lực của mỗi đơn vị, chứ nó không bắt buộc là chúng ta phải triển khai nguyên một cái như thế, nhưng nó là cái gợi mở và cái gợi ý, cái cơ bản cho anh có thể đưa ra được nhiều cái sản phẩm khác nó phù hợp với chính bản thân mình, với năng lực của mình. Nếu chúng ta không có thì chúng ta sẽ dẫn đến câu chuyện là gì, cái khai thác của chúng ta nó vô tội vạ, mà nó đôi lúc nó tàn phá thiên nhiên luôn, nó gây ô nhiễm điểm đến, và kết quả là địa phương người ta không nhận được gì nhiều từ cái người luồng khách đến ngoài cái sự ô nhiễm môi trường ở lại. Điều này tôi cho rằng là chúng ta cần phải ý thức và phải chống. Cũng có một ý nữa mà chúng tôi cũng cho rằng là cái tính liên kết vùng chúng ta hay nói đến, nhưng chúng ta ít nói đến cái tính liên kết giữa các công ty du lịch với nhau, đôi lúc mang tính cạnh tranh cao quá. Các bạn quên rằng là các bạn mỗi công ty có trách nhiệm với chính cái môi trường, chính với sản phẩm, chính cái điểm đến địa phương mình đưa khách đến, để mình đảm bảo được cái sự bền vững. Mà chúng ta chỉ nghĩ rằng là vì anh đó giải đi tour này rồi tôi sẽ làm tour khác, cái sự phong phú đó đôi lúc nó lại làm, nó lại gây ra những nguy hiểm cho khách hàng. Bởi vì những cái điều kiện về cơ sở vật chất, về an toàn cho khách chưa đảm bảo, anh cũng cố tình khai thác, thì cái lúc đó nó sẽ khách sẽ là người lãnh đủ, rồi đến người dân địa phương môi trường cũng sẽ bị tàn phá. Cho nên là cái việc mà tạo những tour cơ bản tôi cho rằng cần thiết, nhưng mà tính dẫn dắt thôi, gợi ý và gợi mở cho các đơn vị có thể tự trên năng lực của mình để xây dựng những cái dòng tour nó phù hợp với mình. Có thể thấy trong các hoạt động liên kết vùng đều xác định khuyến mãi giảm giá dịch vụ như là một nội dung vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận lại đó là vẫn còn nhiều điều tồn tại khi mà du khách đặt tour thực tế lại gặp phải những gói kích cầu thật có, ảo có. Vì vậy, việc kích cầu phải hướng đến giá trị thật của dịch vụ, tránh nâng lên hạ xuống, gây ra sự thất vọng cho du khách khi niềm hy vọng hồi phục vừa nhen nhóm. Hơn 3 tháng đóng băng vì đại dịch như một cơn lũ quét đã cuốn trôi rất nhiều thành quả mà ngành du lịch đã gây dựng trong nhiều năm qua. Thế nên trong giai đoạn hồi phục hiện nay, các việc giảm giá tất cả các dịch vụ phục vụ cho du lịch đã trở thành yếu tố sống còn để kích thích người dân đi khỏi nhà của mình. Và quan trọng hơn, đó là các sản phẩm du lịch phải được giảm giá một cách thực chất. Thưa ông, vừa rồi ông cũng có nhắc đến một trong những cái yếu tố hiện nay giữa các doanh nghiệp là thường là chúng ta sẽ cạnh tranh để chúng ta chia cái thị trường khách với nhau. Và chắc là ông cũng đồng ý rằng là một trong những cái yếu tố để cạnh tranh tốt và kích thích người dân đi du lịch đó là chúng ta sẽ thực hiện các chương trình giảm giá cũng như là khuyến mãi rất là nhiều để kích cầu. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ đem đến một cái khó khăn cho một số những doanh nghiệp lữ hành, bởi vì là chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là giảm giá ảo. Như vậy thì theo ông là cái giải pháp của những cái doanh nghiệp, những cái đơn vị hoạt động du lịch ở địa phương chúng ta cần liên kết với nhau như thế nào để những cái sản phẩm khuyến mãi của chúng ta phải đi vào thực chất ạ? Khi muốn khuyến mãi thì không phải là cái công ty lữ hành nó sử dụng lại hệ thống dịch vụ, nó là cái việc kinh doanh cái đầu tàu, nó kéo các toa tàu như sau. Nó cần từng toa một, mà mỗi toa có cái chức năng riêng của nó, toa chở khách, toa ăn, toa để hành lý vân vân. Thì cái ngành du lịch cũng vậy, cái lữ hành cũng vậy, đó là cái đầu tàu kéo. Vì thế khi mà anh xác định những cái cấu thành trong cái hệ thống giá thành để tạo nên tour của anh ấy, thì nó phải là tổng thể của hệ thống đó. Nó phải là 3-in-1, 4-in-1, anh mới tạo ra được cái 3 của 4 trong 1. Cùng nhau chung một cái lợi ích thì anh mới tạo được cái giá tour tốt nhất. Còn bản thân ngành lữ hành, cái đầu tàu mà có giảm tất cả mọi chuyện đi ấy, thì cũng chỉ giảm chính trọng lượng của nó thôi, còn cái toa sau nó không giải quyết được. Khi nó giảm sâu quá thì nó không kéo được cái toa đi, không có động lực để kéo. Thì mọi người chúng ta cần phải hiểu cái giảm giá của ngành du lịch là phải như thế, nó bền vững. Bên cạnh cái vấn đề đó thì cũng cần khách hàng, cũng cần là phải khách hàng thông minh. Chúng ta phải là người tiêu dùng thông minh. Thông minh là gì? Khi chúng ta mua một sản phẩm mà thấy giá nó thấp quá thì phải là câu hỏi là vậy lý do gì nó thấp. Nhà tôi ăn ở nhà nào, bữa ăn có bao nhiêu món, tôi đi xe gì, đời xe là thế nào, tôi bay chuyến bay nào, máy bay gì và bay giờ nào, rồi nơi tôi lưu trú là mấy sao, gần đường hay xa đường, gần biển hay xa biển, nó nằm ở đâu. Tức là phải biết đặt câu hỏi với tất cả cái dịch vụ mình được hưởng để tìm ra đâu là thật nhất. Và giá đó, khi đã tìm ra được cái hệ thống dịch vụ thật nhất rồi thì cái giá đó mà chúng ta mua là sẽ là giá thật, giá thật. Vì thấy nó quá rẻ và cái hệ thống dịch vụ như thế, nó tệ như thế thì cái này không phải là giảm giá, mà đây là giảm chất lượng dịch vụ để giảm giá. Còn chất lượng dịch vụ chúng ta vẫn giữ tốt, nhưng mà giá có xuống thì có nghĩa là giảm giá thật. Thì chúng ta cũng cần phải nói cả hai vế. Người kinh doanh du lịch cũng phải kết nối lại với nhau để tạo ra một giá tốt nhất để cùng nhau có khách. Và bản thân khách hàng cũng trong quá trình đi lựa chọn sản phẩm của mình cũng cần làm phải khách hàng thông minh để lựa chọn đúng với sản phẩm, nó xứng đáng với đồng tiền bán gạo, xứng đáng với niềm tin, xứng đáng với cái mong muốn của mình. Vâng ạ, nếu mà coi du lịch như một cái cơ thể thì là sự chung tay và sự kết hợp của tất cả các cơ quan thì mới có được một cơ thể khỏe mạnh, đúng không ạ? Đúng thế. Vâng ạ, rất cảm ơn ông đã chia sẻ những quan điểm của mình về vấn đề là liên kết vùng để cùng phát triển du lịch. Cảm ơn ông ạ. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, có thể thấy rằng là liên kết các vùng du lịch lấy thành phố Hồ Chí Minh làm trọng tâm có thể tạo nên động lực phát triển mới cho ngành du lịch. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ thực hiện như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất, và đây cũng chính là mục tiêu phát triển trong thời gian tới của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Và đến đây thì chương trình Người Trong Cuộc xin phép được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.